Thưa quý vị, trong những năm qua, công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã diễn ra đồng bộ, mạnh mẽ. Các hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chủ động tích cực tham gia triển khai. Qua đó góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng thông minh hơn, đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Một trong những thành công bước đầu của thành phố trong chuyển đổi số chính là việc triển khai nhiều ứng dụng, tiện ích và nhiều kênh để người dân, doanh nghiệp tiếp cận sử dụng qua đó tạo được sự tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong quá trình phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng của thành phố đến nay không thể thiếu những đóng góp quan trọng của công cuộc chuyển đổi số. Điều này đã được chứng minh rõ nét bằng những thông kê thời gian qua. Chuyển đổi số đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế thành phố. Năm 2002, kinh tế số đóng góp 17,5% trong cơ cấu GDP thành phố với tỷ lệ ngành công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao bình quân hơn 20% trên một năm và dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Hiện nay Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến và bắt đầu sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công theo hướng dịch vụ số. Thành phố đạt tỷ lệ 96% dịch vụ công trực tuyến có vắc xin hồ sơ vượt chỉ tiêu của cả nước. Tính đến tháng 6 năm 2013. 1627 dịch vụ công trực tuyến tại Đà Nẵng đã được tích hợp lên hệ thống dịch vụ công quốc gia. Dịch vụ ngoài một cửa và dịch vụ sự nghiệp công được thành phố đưa lên cung cấp trực tuyến mức 4 trên cổng dịch vụ công thành phố. Sử dụng dữ liệu số để đơn giản hóa thủ tục hành chính, thay thế thành phần hồ sơ giấy khi thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính trên địa bàn từ cấp thành phố đến cấp cơ sở chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với các cơ sở, ban ngành, rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và giảm những cái thành phần hồ sơ không cần tiếp. Đồng thời thì sẽ tiếp tục triển khai cái số hóa hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính. Đây là một cái bước rất là đồng bộ ban đầu để là sau này là chúng ta có thể là triển khai cái tiện ích nó mang lại để nó giảm bớt cái cái thủ tục hành chính cho người dân ngoài ra thành phố cũng đã đưa vào sử dụng hiệu quả nền tảng công dân số qua đó mỗi người dân có một kho dữ liệu để có thể kế thừa thông tin dữ liệu không phải khai báo nhiều lần cũng như dễ dàng tiếp cận sử dụng tất cả các dịch vụ tiện ích của chính quyền và doanh nghiệp đây là giải pháp tốt để nâng cao chất lượng hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân hướng đến hình thành công dân số phát triển xã hội số tại thành phố đà nẵng